Kỳ nghỉ dưỡng chỉ có hai đứa, đi xa thật là xa để trở về nào. Đến resort thì hai đứa lên đồ make up xinh xắn chụp hình. Và chuyện gì tới cũng đã tới với tôi. Ê, không tới Trang nữa trời. Đi chơi quên mang tẩy trang rồi. Giờ làm sao đây? Trời ơi, sao không nói tôi. Vô đây tôi có cái này hay lắm nè. Tẩy trang nha, là tẩy trang sáp, rất là tiện dụng, xài thử đi, ok lắm đi. Cứu tinh đây rồi, qua wow, đồng đội tốt. Lần đầu tiên Quyên sử dụng một chất sáp để tẩy trang như thế này luôn mọi người. Sáp này mấy bạn bị mụn đậu đen xài được nha. Có BHA nên làm sạch sâu da, giảm nhờn, bụi bẩn. Vì vậy nên hạn chế và giảm được mụn đậu đen. Cô lên là sáp nhưng mà nó tan liền luôn mọi người. Tôi thấy ai mà thường xuyên make up như tôi là dùng cái này rất là dễ luôn ở nhà. Kem chống nắng lâu trôi hay là bụi mịn gì cũng rất là dễ trôi. Đến hơn 95% lận đó. Em sáp này được đánh giá cao về tính thuần chay, thành phần cũng rất là thân thiện với lại mi nối nữa, cho nên rất là an toàn cho đôi mắt nha. Nè, tôi kẻ eyeliner với lại một chút mascara rất là đậm nhưng mà cái sáp này trôi sạch luôn, da tôi sạch sẽ và mịn màng hơn hẳn sau một lần sử dụng luôn á. Sao? Hay sao? Thấy bạn Trân có cái bộ dưỡng cho nên là xin xài ké luôn. Trời ơi, bộ này riêng của hàng tại Việt Nam đang có Lisi Box phân phối chính hãng nên là tôi yên tâm xài luôn. Mê đúng không? Nói chứ mua mới trả lại cái đâu đây.